Bên em 13 tây, 13 tây tháng 12 năm 2021 nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị có coi cái kênh YouTube của con cách đây 3 hôm là con có hẹn với mình là sẽ về một cái lô nho mới và một cái lô lụ gồm lụ tím và lụ Peru đang trái. Thì bữa nay con đã về nhưng mà sáng giờ lưu vu nhiều việc con chưa có quay cho mình xem được. Đang đẹp trời, trời mát như thế này con mới quay cho mình xem. Thì cái lần này con về cái dòng nho đỏ nó nằm ở cái đường kính gốc là từ 4cm như thế này. Cái dòng này con đang bán cho mình là cái giá là 1,6 triệu là bao cước cho mình ha. Cây thì đang hoa đang trái nhưng mà do con vận chuyển về tới đây thì có thể là nó rụng trái và rụng bớt hoa đi, nhưng mà dòng 12 vụ này thì cô chú anh chị nuôi lại giúp con ha, trong vòng 2 tháng đổ lại hồi cây lại là cây sẽ ra hoa liên tục cho mình ha. Thì cái dòng này con đang về với số lượng là hơn 1.000 cây. Thì cái này là gì trời? À cái này là khách chọn, khách ký gửi chưa nhận được. Con cho gút làm dấu và viết tên khách ở trong cái góc như thế này để khỏi lộn. Hàng này là của khách rồi. Nhưng một xíu sau con sẽ ra phía sau quay với số lượng cực kỳ nhiều và cực kỳ khủng cho mình luôn. Giống như hai cái 12 vụ, hai cái cây to này là hôm bữa con về được 6 cây, con đã bán hết 4 rồi. Bây giờ vẫn còn 2 cây. Thì cái hàng này con về được 10 hôm, 12 hôm gì thôi. Thì hôm nay cây đã hồi cây, nói chung là nó nhanh cực kỳ luôn mọi người. Thì nói chung là hoa và trái non đã đậu lại rồi nè. Ha, cây đã ổn rồi đó. Nói chung là nó khá là nhanh. Đây này. Cây đã mầm rồi ha. Ra chồi rồi đó. Nói chung là cây phát triển rất là tốt, ổn. Cây nho thì cực kỳ khỏe rồi. Đấy, thì hiện tại ai đang cần cái lô nho thân gỗ này ha, lô nho thân gỗ 12 vụ hoặc là nho đỏ thì gọi ngay cho con qua số điện thoại quen thuộc á là 0945707848 nha. Ai có muốn đăng ký kênh của con nè, nhớ đăng ký nè, like nè, chia sẻ giùm con nè. Tại vì hàng của con từ đây tới Tết là con về liên tục đủ tất cả các mặt hàng luôn, hàng chơi Tết, hoa nè, mộc lan nè, cam canh, quýt đường đủ thứ, nhưng mà hiện tại gần Tết con mới về do sân con chật con không có chỗ để. Thì cái cây này á, thì có thể là nó cao, chiều cao tầm 1,5m, nhưng mà cây kế bên khách chọn thì nó cao khoảng 1,3m thôi đó, thấy chưa. Nhưng mà khách là ưu tiên chọn tàn ha, tàn tròn xòe nhiều nhánh đó. Còn cái bên đây là cái lụ này, là cái lụ tím. Lụ tím con về số lượng rất là có hạn, con bốc tất cả mọi nơi luôn, chỉ được 29 cây thôi, hết hàng rồi. Rất là nhiều cô chú anh chị gọi cho con hỏi cái dòng lụ tím này, nhưng mà hiện tại nó cũng đang thay lá, nó đang ra, nó rụng hết cả lá giống như thế này ha. Thì hiện tại là con chỉ có 29 cây như thế này thôi. Con bán với cái giá là 700 ngàn một cây lụ tím này. Ai đang lùng sục săn tìm chờ đợi thì gọi ngay cho con và gọi liền. Tại vì chỉ có 29 cây thôi, không được 30 luôn á. Còn cái dòng lụ Peru này thì bữa là con nói là con sẽ chở củi về, chở lụ Peru đang có trái về cho mình. Thì cái dòng này ở bển là nó đang không còn lá, giống như là ngủ đông. Hiện tại ở vườn con đang có một cái lô như thế này, nhưng mà anh chị cô chú nào có biết hoặc là bạn nào đã có chồng nghiên cứu về lụ ở bên nước ngoài thì hiện tại bây giờ không còn lá nữa. Thì á, mình mới mạnh dạn mua, còn không mạnh dạn mua con đưa về vườn con trồng thôi, nên là con mới dám đem số lượng như thế này về, chứ mà đem mà cái này về để chùm củi là con đâu có dám đem như thế này về ha. Thì là nó thật sự ổn con mới dám đem về như thế này cho mình. Thì cái lụ này nó nằm ở cái đường kính rốc là từ khoảng 7-8cm đường kính gốc nha. Thì đó, chiều cao là nó nằm khoảng 2,5m đó. Con về lụ lụ này có nhiều cô chú anh chị nó, trời, nhỏ này nó điên rồi. Không có đâu, bán được cây nào thì bán, không được là con mang vào vườn trồng, yên tâm. Trong vòng 3 tháng sau là con sẽ có một cái clip chờ đợi cho cô chú anh chị xem về cái cây lụ này ha. Còn bây giờ mua thì con vẫn bán, gọi qua cái số điện thoại quen thuộc của con, địa chỉ rất là quen thuộc là Đông Hưng 1, Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long nha. Cây xăng này là cây xăng chính phước nha mọi người. Hiện tại bữa hổm có một ông chú là đi lộn, đi lộn địa chỉ, đi lộn địa chỉ ha. Cách nhà con nhìn đi ngược hướng lên á là khoảng 2 cây số, nhìn phía bên tay phải có một cái chạy giống, thật sự không phải là chạy giống của con. À, ở chỗ đó nó có 1-2 cây nho thân gỗ gì đó, ông chú mua với cái giá là 3 triệu, nhưng ông chú bình luận trên YouTube của con là nó chỉ là khoảng 1,5 triệu là ok. Ông chú mới nói là bán như vậy là khá cao ha, không được chọn nữa. Nhưng mà không có, hiện tại con vườn với số lượng, cái vườn của con nó rất là lớn, mà nho mà không được chọn là con nói là cảm thấy nghi ngờ rồi. Nhưng mà hôm sau ông chú mới gọi trực tiếp lại cho con, thì con xác minh lại là con không phải là người bán cho ông chú cái cây đó, và là ông chú đi lộn địa chỉ và sai vườn nha mọi người. Cái xung chuyến này con về không được đẹp như chuyến trước, nhưng mà để hồi cây ổn lại rồi con sẽ bán
Nhưng mà bây giờ ai muốn đem về chăm con vẫn bán với cái giá bình thường. Nó nằm ở cái giá 350 một cây ha. Lô này 350 một cây, hồng đen sô-cô-la con vẫn còn nha mọi người. Cây là không phải cây đang trái mà là cây đã có trái nha. Nghe kỹ giúp con, cây đã có trái chứ không phải mang trái. Nhưng mà nó đã có trái thì mọi người yên tâm ha. Thời gian rất nhanh nó sẽ ra hoa trở lại bình thường thôi. Tại vì cái hồng nó rất là khỏe đó, giống như là cây nho vậy đó. Bây giờ con đi sâu vô phía trong, tại vì số lượng con về chiếc này nhiều. Và con đang dạt giường và dọn giường trống bãi đằng trước. Ba hôm sau con lại về một xe nữa. Thì chiếc này con về hàng liên tục từ đây tới Tết luôn. Cho mọi người khỏi, nói chung là chuẩn bị chơi Tết đó mà. Cái cây này thì lâu rồi, cô chú anh chị biết cây này rồi ha. Cây này là hàng cũ. Đây này, cái lô mà khách con nó rút để chọn đằng trước á, là cái lô này nè mọi người ơi. Ây da. Đó, con về với số lượng nhiều lắm. Dọn sân trống này để chuẩn bị về lô tiếp theo nha, chứ không phải là con dọn sân trống này để chuẩn bị về lô tiếp theo nha mọi người. Thì con có nói rồi, nho 12 vụ cái lô này nó nằm ở cái đường kính gốc là nó từ 3cm đến 4cm nha mọi người. Đây này, đó, cái đường kính gốc nó như thế. Thì cái lô này gốc rất là to, tàn nói chung là nó tùm, nói chung là tàn đẹp, tán đẹp, tàn tròn luôn á. Đây này, con quay một số cây cho mọi người, tán rất là tròn luôn. Mà giá thì lại rất là yêu, chỉ có 1,5 triệu một cây thôi. Đấy, tuy là chiều cao không cao lắm, nó trung bình từ 1m3 tới 1m5, nhưng mà cây cực kỳ yêu, tán lùng và nói chung là tán tròn rất là đẹp. Cây đã có trái và đang trái cho mọi người luôn. Thằng này về hồi cây lại là trái hoa chi chít luôn. Nên là mọi người yên tâm giúp con cái phần này nha. Nho đỏ 12 vụ gốc cỡ này là ok ok hết rồi. Đây, đường kính gốc mọi người xem giúp con nó nằm ở 4cm nha. Từ 3 đến 4cm, 3 phân rưỡi đến 4 phân nha. Là gốc to đó, to hơn ngón chân cái của mình nhiều lắm luôn á. Tán rất là đẹp. Đó, cây ba thân nó đẹp ghê nhỉ. Hầu như cái lô này rất là đẹp luôn. Cây ba thân nó đẹp, cây kế bên cũng đẹp. Cái hàng này là cây thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Điếm vào là ba cây này đều đẹp. Rồi cái lô này là hôm bữa con có nói là bán lẻ là 1,1 triệu nè. 1 triệu không bao cước nè. 900 ngàn là số lượng 10 cây nè. Cái lô này con còn khoảng chừng 60 cây thôi, 5-60 cây thôi ha. Nho tứ quý này là con dạt qua một bên để chuẩn bị về một cái lô tiếp theo. Nhưng mà hôm nay con vẫn có một cái lô này nè. Không, con còn rất nhiều, hôm nay con về số lượng nhiều lắm. Đây, cái dòng nho này chiều cao là nó tầm khoảng 1m7 cho đến 2m2 tùy cây. Lô nho này là cũng là 12 vụ. Chiếc xe hồi sáng con về tất cả đều là 12 vụ, không có lọt một cây tứ quý nào vào luôn ha. Chuyến sau con sẽ về tứ quý cho mọi người và nhiều hàng khủng khác nữa. Đây, cái lô này thì nó sẽ già cây hơn, thân nó đỏ hơn ha mọi người thấy ha. Thì cái lô này là con đang bán giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu, hàng này mới về con bán giá 2,5 triệu cho mình ha. Con sẽ đo đường kính gốc cho mình này. Đường kính gốc nó nằm khoảng 4,5 phân nha mọi người. Đây nè. Đó, nó nằm khoảng 4,5 phân. Đó, 4 phân, 4,5 phân tùy gốc nha. Đấy. Nhưng mà lô này được cái già cây và dáng cao hơn, nó nằm ở giá 2,5 triệu cho mình. Đó. Đấy. Thì ai đang cần cái lô này gọi ngay cho con qua cái số quen thuộc hồi nãy giờ con có đọc cho mình rồi ha. Cây là tất cả các cây ở vườn của con, và nói chung hiện tại hoặc là đang về, đã về hôm nay đều là cây đã hoa và đã trái rất rất nhiều lần cho mình rồi nha. Cái dòng nho đỏ này trái nè. Đó, có nhiều cô chú anh chị gọi hỏi con á, là nho đỏ ngon hay nho tứ quý hay là cái nào ngon hơn. Nhưng mà con thấy là ăn nó cũng giống nhau thôi, nó đâu có khác nhau gì đâu trời. Hộp thì nó cũng to giống nhau ha. Chỉ khác nhau một cái, chỉ khác là cái thằng hai mùa nó mới là khác thôi. Còn cái hai thằng này hầu như nó giống nhau á, nó giống nhau tới 95% luôn á. Chỉ thằng này chín đỏ và thằng kia chín đen thôi nha mọi người. Giá hầu như các cây này đều đẹp nha. Lô này là con bán 2,5 triệu do hàng mới về. Con đang có 400-500 cây như thế này luôn á. Bây giờ con sẽ đi sang vườn bên kia cho mọi người xem nha. Dạ rồi, để đó cho em đi, sáng em mới gửi. Lũ tím chỉ có 29 cây lũ tím thôi nha mọi người, với giá 700 ngàn một cây lũ tím. Còn thằng này gọi ngay cho con sẽ báo giá cho mình liền. À, nho tứ quý giống
xin lỗi mọi người. Cô chú anh chị nào coi kênh của con, đăng ký kênh ha, like, share và chia sẻ giùm con với. Kênh của con là cây giống độc lạ Vĩnh Long nha mọi người. Tứ quý giống hôm nay nè, bán giá cực yêu luôn. Tứ quý giống hôm nay con bán giá cực yêu cho mình, 80.000 một cây tứ quý giống như thế này luôn. 80.000 một cây tứ quý giống như thế này. Con bán là không bao cước cho mình nha. Ví dụ như 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây thì cô chú anh chị làm ơn liên hệ qua cái chỗ Thái Chính á, chỗ anh chỗ em Thái giùm con. Em Thái sẽ ship lẻ, ship BNT cho mình, nhưng mà cô chú thương lượng với cái tiền cước, tiền thà, tiền gọi là tiền ship giúp em Thái giùm con, tại vì nó bán lẻ ha, doanh nghiệp nó. Thì giờ bên con là không chịu cước. 80.000 một cây như thế này, cao tầm 80-90 cm, bự hơn đầu đũa lớn ăn cơm của mình nha mọi người. Lô tứ quý này thì con về chơi chơi cho vui á, tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi hoặc là trồng với số lượng nhiều cây thì con vẫn đem về ha. Còn Peru giống con vẫn có nha. Peru là 350.000 một cây Peru giống, còn có mấy cây à, bữa hổm về cũng nhiều lắm mà con còn có mấy cây thôi. Lúc này con có luôn cái dịch vụ là trồng sân vườn cho khách, tạo sân vườn, không gian cảnh, trồng dừa, trồng cam, trồng ổi kiển, trồng xoài, trồng mãng cầu, trồng cốc, thái, trồng nói chung là, tại vì ví dụ như khách mua một cái cây lựu to của con, 5-3 cây nho to, xong rồi khách cần những cái cây lặt vặt linh tinh á, thì khách yêu cầu con vẫn tìm giùm nha, vẫn tìm giùm cho khách luôn. Đấy, cái dòng sung này thì dòng sung này bữa nay đẹp rồi nè. Bữa hổm về không đẹp lắm nhưng mà bữa nay đã đẹp rồi. Còn táo tàu cây to này con xay ngang một xíu nha. Cái táo tàu cây to thì hôm nay con còn được có khoảng hơn 10 cây thôi. Thấy như cây củi vậy chứ bán được lắm nha mọi người. Con bán toàn là bán củi thôi mà, nhưng mà bán cũng được lắm. Số lượng con bán cũng được, cũng khá, cũng ổn. Và cái táo tàu hôm bữa nhỏ nhỏ mini mini là con hết rồi. Còn khoảng 10 cây thôi. Đó, táo tàu nè. Con còn khoảng 10 cây thôi mà còn đang nở khách một số cây vẫn chưa giao nữa. Tính ra là không còn bao nhiêu cây đâu nhá. Táo tròi, táo lỡ. Con vẫn còn một xe hàng phía sau, nói chung là một lô hàng con vẫn chưa quay cho mình á. Để con ra con quay cho mình nha. Thì cái lô hàng đó là cái nho, cũng là nho 12 vụ nữa nhưng mà giá nó mềm hơn nhiều lắm luôn á. Mềm nhũng luôn, con chiên sỉ lẻ nho thân gỗ nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn mua sỉ bên con với số lượng lớn nè, về bán lại nè, vân vân, hoặc về chia cho lối xóm trồng thì cứ alo cho con nha. Đấy, con về nè, 1.000 cây đó mọi người, 1.000 cây. Con về số lượng 1.000 cây nho đỏ như thế này luôn á. Đây nè, 1.000 cây. Bây giờ con sẽ quay một gốc nào cận cảnh cho mình xem, để mình biết được cái gốc của nó là bao lớn ha. Chiều cao nó trung bình là khoảng 1m3 nha. Cái lô này là khác nữa. Cái lô bên bển là gốc khoảng 4 phân là khác, còn cái lô này á, là gốc nó nhỏ hơn. Đây nè, thôi con để ngón tay vô đi, khỏi con khỏi đo nha, con khỏi đo nha. Đây nè, đó. Đó, đã có trái, đã có hoa hết rồi nha. Lô này thì cô chú yên tâm về trồng giúp con. Nếu là cây trên cây, lúc cây mà mình chọn cái dáng nó đẹp nhưng mà nó không có trái hoặc không có hoa á, thì mình cứ về á, mình chăm giúp con tầm khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi đổ lại là sẽ có trái có hoa ngay thôi. Tại vì thằng này nho đỏ 12 vụ đã có trái đã có hoa rồi á, thì á là về không bao lâu sau là nó sẽ có trái có hoa lại thôi nha. Có nhiều cô chú anh chị mua của con rồi cũng biết lúc mày giao cái cây không có bông gì trơn á, 5-6 tháng sau nhắn tin lại hỏi cây ổn chưa cô, bữa nay bông chi chích rồi. Con nói đúng, mấy tháng sau nó hồi cây nó ra hoa quá trời. Dạ, cái nào con nói có là có thôi, yên tâm giùm con đi nha. Cái lô này á, hiện tại bây giờ cái lô này con bán cho mình á, cái giá là 1.000.000 một cây. 1.000.000 một cây nha, 1.000.000 một cây. Tán là đẹp luôn á. 1.000.000 một cây nho đỏ như thế này. Con không có bao cước cho mình nha mọi người. Con bán giá, nói chung là con ưu tiên gửi xe khách. Thì nói chung là gửi địa bàn miền Tây của mình á, tiền cước một cái cây này về tới nhà mình khoảng 100.000 đổ lại thôi, mình gửi xe á, nó không có cao hơn. Còn nếu cao hơn mà nó Kiều ơi bù cho cô đi, ngán tiền, ok Kiều bù nha mọi người. Đây nè,
xinh nè. Hoa này, hoa, hoa này, hoa này, thấy hoa không? Mọi người thấy hoa nhá, trái non. Cái lô này nói chung là rất là đẹp, rất là yêu luôn. Con về số lượng, nói chung là con về cái gì là con phải ôm hết, con không muốn chia sót cho ai hết trơn á. À, con gọi là con tham ăn á, nên là con dành hết lô này, con không chia cho bất cứ ai hết trơn. Đấy, bạc ngàn chưa? Bạc ngàn chưa? Còn ai mà muốn xỉ cái lô này ha, gọi ngay cho con. Giá cực kỳ mềm luôn, giá sỉ thì yêu lắm. Mà khổ nỗi khách sỉ của con lại được vườn, lại vườn chọn nữa chứ. Lại được lại vườn chọn, ghê không? Mua sỉ giá rẻ là được chọn luôn, còn mua lẻ vẫn được chọn. Được chọn thì gọi video cho con. Và cái Zalo của con vẫn xài bình thường là 0945 đó, 707848 đó. Đấy, thì cái số đó là con ghép Zalo với mình, con gọi video cho mình chọn cây. Nó nằm ở đây nữa nè mọi người. Con nói con về 1000 cây, là con về 1000 cây ha. Nói chung nho vườn con bây giờ muốn lựa cũng hơi khó, tại vì nó nằm kẹo hết rồi, đặt vườn mà ba hôm nữa lại về một xe nữa. Chắc chuyến này con hơi chậm về hàng một xíu. Đây, còn hồng đen sô cô la ấy xỉu rồi. Hồng đen sô cô la. Cành ghép chiếc này cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. 350 một cây. Thì hôm bữa con có báo giá rồi đó, 350 một cây. Sung nè, con ra hai cái chậu lớn để dành chơi. Chiếc này con quyết tâm là con sẽ để hai cây sung này lẻ lại con chơi, con không bán. Rồi, sung cẩm thạch của con hôm nay đẹp rồi, hàng mới về, con chỉ hảo hảo lướt lướt cho cô chú anh chị nào xem thôi. Rồi thích và nghiên cứu thì cứ alo qua con, trực tiếp qua số điện thoại của con. Hàng của con mua được là cô chú bao rẻ luôn, con bao rẻ cho cô chú luôn ha. Nhưng mà phải đúng địa chỉ, nếu muốn lại vườn của con á thì đi từ chân cầu Cần Thơ đi hướng về Trà Ôn khoảng 3 cây số ha. Nhìn phía bên tay phải có cây xăng tên Chính Phước, cô chú đi thẳng vào cây xăng luôn. Vườn nho và cây xăng của con là cặp kè nhau, nên là cô chú đừng đi lạc ở phía trên kia, người ta nói sắt gọt đứt giò đứt tay mình đó. Mua với cái giá chát dữ lắm luôn, nên là bữa hổm có một ông chú đã nhầm rồi, mà thậm chí hôm sau còn chỉ ông bạn lại đó mua nữa, mà ông bạn vô hỏi giá cao quá, ông bạn gọi trực tiếp cho con chạy xuống đúng vườn của con. Nên là cô chú đi đúng địa chỉ giùm con, và số điện thoại của con lúc nào cũng nghe máy. Cô chú nếu muốn đến vườn của con không biết đường cứ gọi qua số điện thoại của con nha. Tứ quý nè, nói chung con vẫn còn nhiều loại lắm. Con quay thật sự là quay số lượng nhiều quá, từng góc con quay hổng xuể, nên cô chú anh chị nào thật sự muốn chọn một cây nho đẹp ha, hay là giá tầm bao nhiêu, gọi cái gập Kiều ơi, chọn cái rẹt giao liền, gửi xe là nhanh lắm nha mọi người. GNT của con vẫn chưa hoạt động lại nha mọi người. Rồi, con chào cô chú nè, hẹn gặp lại trong cái kênh YouTube cách 3 hôm nữa, 3 hôm nữa về hàng tiếp tục là lại đăng lên ha. Cây nho này con bán đi Sài Gòn rồi, ai lại đây cũng phải chắc lưỡi hít hà với cây nho này hết trơn á. Đó. Hết rồi, lô này con hết rồi.